Tobi ơi, Tobi. Xin chào cô chú và anh chị, con tên là Tobi. Hôm nay con được đưa đến TT Pet Coffee nghỉ dưỡng vài ngày và được chủ mới nhận nuôi. Con xích da nè, Tobi này cũng nịnh bợ lắm cô chú và anh chị, rất là hiền ngoan, dễ thương lắm cả nhà. Hôm nay làm đẹp cho con nha, đẹp trai rồi về nhà mới nha. Tobi nha. Tobi thương nè, ôi nịnh bợ quá. Tobi ơi, Trương con, quay cái mặt lên đây cho coi, Trời ơi, toàn là chui vào trong hé người ta không, người ta quay không có được gì hết trơn á. Tobi ở trên máy ấm chị Ti với được trên này là Phú Giáo Bình Dương. Nhà chị này cũng rộng cái sân vườn. Nha anh. Nhà có bé gái nữa. Bé này hiền.